Quý ông bà, anh chị em, tôi có một vài câu hỏi và xin quý ông bà, anh chị em hãy thành thật để có thể giơ tay xét nhau. Câu hỏi thứ nhất hơi tiêu cực một chút. Có ai trong vòng quý ông bà, anh chị em được sinh ra nhưng mình thấy mình không có giống cha mình chút nào mà giống ông hàng xóm? Xin đưa tay cho biết. Ồ, tôi nghe nhiều tiếng ồn nhưng mà không có ai giống hàng xóm cả, phải không ạ? Rất mừng cho quý ông bà anh chị em. Câu hỏi thứ hai: ai là người trong phận làm con nhưng luôn ước ao không phải chỉ giống về hình dáng của cha, nhưng còn muốn giống cả đời sống đạo đức của cha mẹ mình nữa? Xin đưa tay cho biết. Chỉ có một số thôi, phải không ạ? Tôi không biết. Còn những người còn lại thì muốn giống ai? Nhưng tôi tin rằng một người thực sự yêu kính cha mẹ mình thì mình xem cha của mình như là một hình ảnh, một gương tiêu biểu và một người được Thánh Kinh gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Ở trong thời Cựu Ước, Tân Ước, chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Giêsu Christ. Thế thì về phương diện của Chúa, Ngài vừa là Cứu Chúa, vừa là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Cho nên chắc chắn Chúa mong đợi ông bà anh chị em với tôi là những người được lớn lên tầm thước vóc dạc ở trong Chúa. Đó là điều Chúa mong đợi. Và nếu ông bà anh chị em và tôi là người thực sự kính sợ Chúa thì chúng ta cũng từng khám phá, tìm tòi, mong ước rằng mình là người giống Chúa càng hơn. Ở trong tinh thần đó, sứ đồ Phao-lô dạy dỗ cho chúng ta một ý tưởng: làm cho nên giống như. Từ này có một điều khá thú vị ở trong ý nghĩa của nó. Cụm từ làm cho nên giống như có nghĩa là chịu ép ở trong một cái khuôn. Chịu ép trong một cái khuôn. Cho nên cả cụm từ làm cho tôi trở nên giống như Đấng Christ có nghĩa là khiến cho tôi được nắn đúc y như hình ảnh của Chúa Giêsu. Mà để được nắn đúc không phải êm dịu chút nào, căng thẳng lắm. Một người giống Chúa Giêsu theo lời của Chúa dạy ở đây, đó là người phải biết Chúa cách cá nhân. Sứ đồ Phao-lô đã viết lại ở trong thơ Philip rằng: đến nỗi tôi được biết Ngài. Từ liệu biết ở đây nó không phải chỉ là biết về lý thuyết, không phải chỉ biết về kiến thức, cũng không phải trong ý nghĩa của thần học. Nhưng từ biết này là biết sâu hơn, biết như là vợ biết chồng, biết như là chồng biết vợ, cho đến nỗi dầu rằng hai người dưng khác họ nhưng đem lòng nhớ thương và sống ở trong lòng của con người đó. Tôi tin quý ông bạn chị em lớn tuổi ngồi đây, sau chừng 5 năm cưới nhau rồi thì một ông nào đó mà muốn mua một vật gì, ví dụ như muốn mua chiếc điện thoại chẳng hạn, thì ca thán với các bà rằng: em ơi, điện thoại của anh sao mà bữa nay nó cứ trục trặc, lúc có sóng không có sóng. Thì bà sẽ nói ngay rằng: anh ơi, anh nói chưa hết câu là em đã biết anh muốn cái gì rồi. Rồi nếu một ngày nào đó mấy bà mà muốn mua một chiếc áo dài đẹp, đi đường khen xấp vải này, xấp vải kia, màu vải nọ, ông sẽ nói ngay: em ơi, em nói chưa hết câu là anh đã biết em muốn cái gì rồi. Tại sao?
Vì họ biết nhau, biết không phải chỉ ở bên ngoài, nhưng mà biết ở đây chồng biết vợ, vợ biết chồng là thấu ở trong tâm can, quý ông bà anh chị em. Điều sứ đồ Phaolô đang muốn nói ở đây, một người giống Chúa là một người biết Chúa, không chỉ biết Chúa trong lý trí, ở trong lý thuyết, ở trong thần học kinh điển, mà biết Chúa ở trong mối liên hệ, ở trong hòa quyện. Và đó là bước đầu tiên để cho người Cơ Đốc có thể biết Chúa Giêsu nhiều hơn và trở nên giống Chúa hơn. Ngày hôm nay ở trong hội thánh của chúng ta, một phương diện nào đó mình cảm ơn Chúa lắm, bởi vì mỗi ngày Chúa lấy thêm người mới vào trong hội thánh, rồi mình khai trình hội thánh này có mấy trăm tín đồ, hội thánh kia có ngàn tín đồ. Nhưng theo ông bà anh chị em, ở trong hội thánh của chúng ta có được bao tín đồ là những người biết Chúa ở trong tri thức, biết Chúa ở trong lý trí, và rồi họ vẫn là một người tín đồ tin lành, nhưng sống trong nếp sống buồn tẻ, hình thức, sống trong một Đức Chúa Trời quyền năng, nhưng mà những người này họ khô hạn quyền năng, nghèo thiếu về quyền năng, khô hạn về thuộc linh. Ông bà anh chị em có thấy được những người đó xung quanh ở trong cộng đồng Cơ Đốc của mình không? Rồi có trong vòng ông bà anh chị em có bao nhiêu người là tín đồ tin lành, nhưng họ là người trải nghiệm mối liên hệ gần gũi, quen thuộc, hòa quyện với Chúa. Họ khám phá Chúa mỗi ngày. Cho nên ở giữa muôn vàn cảnh ngộ, những con người này là những con người có một nếp sống bày tỏ ra những hương thơm, có một sức sống mãnh liệt để thu hút những người khác đến với Chúa Giêsu và ca ngợi Chúa của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ biết Chúa trong lý trí, biết Chúa trong kiến thức, và gia nhập vào một tôn giáo chánh giáo như Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, nhưng mà chúng ta không phải thực sự là người biết Chúa, hòa quyện với Chúa và liên tục khám phá về Chúa một cách mới mẻ, thì ông bà anh chị em chưa phải là người giống Chúa. Và nếu nói vui một chút nữa đó, dầu rằng mang danh là tín hữu Chúa Giêsu, con cái của Chúa, nhưng mà chúng ta đang giống một ông hàng xóm nữa. Tôi chưa dám nói giống ai, nhưng mà chỉ nói là giống ông hàng xóm. Một người thực sự biết Chúa, nó có một mối liên hệ sống động ở trong từng cá nhân của chúng ta. Nó không phải do chỉ chiều dài chúng ta làm tín đồ của hội thánh A, hội thánh B, nhưng mà tỷ lệ chúng ta biết Chúa, khám phá về Chúa đó, nó tỷ lệ thuận với thời gian. Để từ những bước đầu mình được người khác dẫn đến với Chúa, người khác dạy mình về Chúa, nhưng mà tỷ lệ thời gian làm cho chúng ta trở nên người xác quyết giữa mình với Chúa có một mức độ nào đó rất rõ ràng. Sứ đồ Phaolô, ông đã từng là một người có dòng dõi về tôn giáo, tín ngưỡng. Nhưng cho đến khi ông gặp gỡ biết Chúa một cách cá nhân, thì ở trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 12, ông mới nói rằng: tôi biết chắc, tôi tin đấng nào. Ông Gióp là một người tin kính, nhưng qua những thử luyện, qua những thăng trầm trong cuộc đời, đến Gióp 42 câu thứ 5, ông mới bật lên được một lời rằng: trước đây tôi chỉ nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ tôi biết rõ ngài. Trước đây người này nói, kẻ kia dạy, mình tiếp nhận và nghĩ đó là biết, cũng phải,
Biết đó chỉ là biết một cách cấp một. Nhưng ở đây chúng ta phải là một người nhận biết Chúa trong một quá trình liên tục khám phá và tăng trưởng theo thời gian, để với Chúa có một niềm hòa quyện nhau. Chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Mối liên hệ này sống động hai chiều để chúng ta khám phá Chúa một cách liên tục. Tôi muốn hỏi một câu hỏi nữa, xin quý ông bà anh chị em thành thật. Có ai trong quý vị đang ngồi đây là những người vợ, người chồng, sau khi cưới nhau một thời gian rồi bây giờ mình thấy chán cái ông chồng mình quá, ước gì kêu công an bắt, xin đưa tay lên. Mấy bà? Ồ, không có ai dám đưa tay phải không ạ? Mấy ông, có ông nào thấy chán bà vợ mình mà muốn kêu công an bắt không? Xin đưa tay cho biết. Ồ, tôi nghe có nhiều tiếng ồn lắm mà. Ở trong thơ tình của Việt Nam, những nhà thơ đã diễn tả một cách rất lãng mạn, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề. Nó có một cái gì đó chán ngán ở trong mối quan hệ khi biết vỡ mộng rồi. Nhưng mà trên bước đường đi theo Chúa của tôi với quý ông bà anh chị em, thì không phải mối quan hệ để làm cho chúng ta chán ngán, nhưng biết Chúa đem lại cho chúng ta nhiều trải nghiệm thú vị và liên tục khám phá những điều thú vị đó ở trong đời sống của tôi, quý ông bà anh chị em. Ở trong quá trình biết Chúa đó sẽ làm cho chúng ta thay đổi cả giá trị. Khi chúng ta chưa biết Chúa, mình thường thể hiện mình để cho mọi người khác thấy tôi có một giá trị nào đó. Nhưng khi chúng ta biết Chúa càng hơn, thì mình lại thấy rằng giá trị của mình nhỏ xíu, và mình muốn đề cao giá trị của Chúa Giê-xu, nâng cao, tôn cao chính Chúa trong đời sống của mình. Một người biết Chúa một cách cá nhân sẽ là người bớt nói về mình, tập chú nói về Chúa Giê-xu. Tôi tin ông bà anh chị em cũng có trải nghiệm này. Khi chúng ta còn là hai người hẹn hò yêu nhau, cái tên của cô ấy trúc trắc hết sức khó gọi lắm. Nhưng mà mỗi lần nhắc đến một cái thì mình nghe tên của người yêu mình đó, nó ngọt như là mật ở trong cổ họng chúng ta, phải không? Cái tên trúc trắc lắm, nhưng mà các cô về nhà mà nhắc lại về người yêu của mình với cha mẹ hoặc bạn bè của mình là nghe nó ngọt ngào khi nhắc đến tên đó, phải không? Thì ông bà anh chị em biết Chúa Giê-xu cũng y như vậy. Bởi vì chúng ta có mối liên hệ hòa quyện Chúa trong chúng ta và chúng ta trong Chúa. Như Philip đoạn 3, ông bà anh chị em vừa nghe được đề cập ở trong câu 8 và câu 9. Cho nên biết Chúa là một quá trình liên tục khám phá. Biết Chúa một cách cá nhân là một quá trình trong mối liên hệ sống động hai chiều, để tôi và quý ông bà anh chị em càng ngày càng hiểu biết sâu nhiệm hơn trong Chúa và sống giống như Ngài. Ước gì ông bà anh chị em đang là người có một quá trình khám phá và thú vị vì mình khám phá về Chúa liên tục, để yêu Chúa nhiều hơn và muốn sống giống Chúa càng hơn. Bí quyết thứ hai để chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu, đó là trải nghiệm quyền năng phục sinh. Kinh Thánh chép cho chúng ta: đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài. Quyền phép sống lại của Chúa Giê-xu là một quyền phép siêu nhiên, không chỉ xảy ra ngay khi Chúa Giê-xu rời khỏi phần mộ, nhưng quyền năng phục sinh đó là một quyền năng hiển hiện
tác động vào ở trong từng con người trải qua mọi thời đại. Một người kinh nghiệm quyền năng của Chúa Giêsu là người đó nếm trải được một kinh nghiệm trong cuộc đời mình, từ một con người chết bây giờ trở nên một con người sống ở trong một môi trường mới. Người kinh nghiệm sự sống phục sinh của Chúa, vốn là một con người tội lỗi đáng ở trong địa ngục đời đời, bây giờ người đó lại có một danh phận mới, một vị trí mới, được chính Chúa xưng chúng ta là công bình, hay kể chúng ta là người vô tội. Một người phàm tục tầm thường bây giờ được ở trong Chúa Giêsu, quyền năng phục sinh của Chúa biến đổi chúng ta trở nên thánh, không phải chỉ thánh trong địa vị mà thánh liên tục trải nghiệm ở trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên thần học gọi là nên thánh thực nghiệm. Một người kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Chúa là người kinh nghiệm sự biến đổi để trở nên mới. Chẳng những như vậy mà quyền năng phục sinh của Chúa còn giúp bất toàn, có nhiều khiếm khuyết. Nhưng nếu chúng ta là một người biết Chúa Giêsu một cách cá nhân, trải nghiệm quyền năng phục sinh của Chúa trong cuộc đời sẽ giúp cho những con người đó trở nên một người sống giống Chúa Giêsu ở giữa đời. Nhưng để kinh nghiệm sự sống phục sinh của Chúa không phải là điều dễ dàng. Không có một sự thành công nào mà lại không trả giá. Cho nên muốn kinh nghiệm sự sống phục sinh của Chúa Giêsu, câu kinh thánh này đề cập cho chúng ta. Sứ đồ Phaolô đề cập kinh nghiệm của ông ở trong phần thượng văn. Chết ở đây, kinh thánh muốn nói cho chúng ta biết rằng mình chết đi cái tôi. Ông bà anh chị em với tôi thường hay dùng cái chữ này đầu câu lắm. Tôi đẹp gái, tôi đẹp trai, tôi giàu có, tôi thành công, tôi nổi bật, thế này thế khác phải không ạ? Tôi. Và thích thể hiện. Ngày hôm nay dường như con người của chúng ta sa đà vào ở trong những hư vinh, cho nên đi đến đâu cũng thích thể hiện mình, tôi thế này thế kia. Và thậm chí nếu có ai hỏi về chúng ta thì mình sửa soạn tư thế một chút, ưỡn ngực ra phía trước một chút, ngẩng đầu cao lên một chút. Tôi. Thấy không ạ? Hãnh diện lắm không? Nhưng mà Chúa nói phải chết. Chết cái tôi đó, chết cái vị kỷ của con người chúng ta đó, chết những cái tâm tư ý tưởng riêng của mình. Đến nỗi có nhiều tâm tư ý tưởng mình muốn làm vua trong cuộc đời của mình. Có nhiều người có tâm tư ý tưởng mình muốn làm cố vấn của quản nhiệm, muốn làm cố vấn của hội thánh này hội thánh kia, chứ không chịu làm tín đồ trơn. Phải chết cái này để con người mới của chúng ta nó hình thành, nó được tái tạo nắng đúc, không phải do môi trường tôn giáo, không phải do ảnh hưởng chúng ta giữa cộng đồng, nhưng bởi quyền năng siêu nhiên của Chúa Thánh Linh để giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em. Khi mà được tái tạo nên mới đó, chúng ta bắt đầu những ngày mới. Dẫu cũng là con người ấy, cũng vóc dáng đó, cũng sống ở tại khu phố nọ, cũng nghề nghiệp ngày xưa, nhưng là một người hoàn toàn được biến đổi nên mới, cuộc đời lật sang một trang sử mới. Sứ đồ Phaolô, ông đã kinh nghiệm và nói cho chúng ta ở trong Galati, đoạn 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Giêsu, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa Giêsu sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Bởi chúng ta kể như mình chết đi thì chúng ta mới trải nghiệm được quyền năng phục sinh. Và khi chúng ta trải nghiệm quyền năng phục sinh, thì tôi với quý ông bà anh chị em sẽ trải nghiệm những điều
liên hệ sống động đó, nó vận hành ở trong chúng ta một cách rõ ràng bằng quyền phép thiêng liêng của Chúa. Trước đây, một con người mê muội, in trí nhiều điều, nhưng bây giờ quyền phép phục sinh của Chúa giúp cho chúng ta trở nên một người trải nghiệm, nhận ra những giá trị chân thật của nó, biết đâu là đúng, đâu là sai, biết đâu là thánh, đâu là phàm, biết đâu là tốt, là xấu, biết rút cái sống ra khỏi cái chết nữa. Một người có quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu làm con người được thay đổi, thay đổi cả ở trong tư tưởng nghĩ suy. Cái lối mòn, cái cách suy nghĩ của chúng ta trước đây theo con người thiên nhiên, bây giờ có một cách suy nghĩ mới. Như sứ đồ Phaolô nói, chúng ta là người có tâm tư ý tưởng của Đấng Christ. Sống, làm việc, giao tiếp, nhưng mà người Cơ Đốc thực sự có Chúa phục sinh là một người có những suy tư khác biệt với những người xung quanh, vì chúng ta có tư tưởng của Đấng Christ. Một người được Chúa đổi mới, Chúa đổi mới luôn cả ngôn từ, từ ngữ chúng ta sử dụng đó, Chúa cũng thay đổi luôn. Trước đây buông lời la rờ lũa xả, trước đây buông lời ra là cay đắng, là chăm chọc, hận đời, hận người, hận tình gì đó. Nhưng bây giờ, một người được quyền năng phục sinh của Chúa vận hành, Chúa đặt vào trong chúng ta tư tưởng lẫn những ngôn từ, lời nói ân hậu nên thêm muối. Trước đây tính tình của chúng ta là nóng nảy, là phản ứng, là thượng chân, thượng tay, bạo lực. Nhưng mà bây giờ quyền năng phục sinh của Chúa ở bên trong sẽ giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em thay đổi tính tình. Một người nóng nảy, cọc cằn, trở nên người mềm mại, hiền lành, nói năng đâu vào đó, nhỏ nhẹ, ân tình. Ngay cả tiêu chuẩn đạo đức cũng vậy. Xác thịt của con người là đam mê, là thụ hưởng. Bất chấp điều đó là tầm thường hay là cao trọng, nhưng khi một người có Chúa phục sinh ở bên trong, thì người đó thay đổi tiêu chuẩn giá trị đạo đức của mình để biết cái nào là phàm, cái nào là thánh, việc nào mình có thể nghĩ đến chỉ thoáng ở trong tư tưởng thôi, thì chúng ta đã sẵn sàng nói không với nó và nói vâng với Đức Chúa Trời. Một người có Chúa phục sinh ở trong, ông bà anh chị em và tôi sẽ là một người có một cách yêu Chúa mới mẻ lắm. Trước đây nếu mà mất ngủ thì sẽ lấy Kinh Thánh ra đọc rồi là ngủ ngon đó. Nhưng bây giờ sẽ say mê với lời Chúa, từng trang, từng ý tưởng dạy dỗ. Có lúc chúng ta phải nhảy lên vui sướng bởi vì mình được lời của Chúa dạy dỗ. Trước đây ở nhà mất ngủ mà đến nhà thờ nghe ông mục sư giảng là ngủ ngon luôn. Nhưng mà bây giờ sẽ có một lỗ tai thiêng liêng, một tâm trí thuộc linh để có thể nghe Chúa phán dạy cho mình trong từng ý tưởng để chúng ta tâm đắc áp dụng trong đời sống của mình. Một người theo Chúa trước đây nếu không có kinh nghiệm sự sống phục sinh, tôi có thể dùng cái chữ là lê la nặng nề đi theo Chúa, giữ đạo. Nhưng mà bây giờ khi mình có Chúa phục sinh rồi, chúng ta thấy cuộc đời mình tươi mới, ngọt ngào. Bà vợ cũng chẳng cần phải ép mình đi nhà thờ, ông chồng chẳng phải nhắc nhở gì cả. Nhưng mà mình yêu mến Chúa, yêu từng thì giờ thờ phượng, quý trọng từng thì giờ cầu nguyện, và sốt sắng trong công việc nhà của Chúa,
Chẳng những như vậy, ở giữa đời biết bao nhiêu điều giông tố bão táp xảy ra, nhưng người có sức sống phục sinh của Chúa ở giữa đời là người luôn có niềm vui, luôn có niềm hy vọng ở trong cuộc đời mình, dẫu mọi sự xung quanh có ra sao. Bởi vì mình đã có chỗ dựa, bởi mình đã có tài sản, cho nên không có gì phải lo toan, vì chúng ta có Chúa phục sinh đắc thắng cả sự chết ở trong chính mình. Ông bà anh chị em đang ngồi ở đây trong kỳ hội đồng này, quý vị là người theo một tôn giáo đang lê bước nặng nề đi theo Chúa Giêsu cho trấn an tâm hồn, hay ông bà anh chị em là người khát khao trải nghiệm sự sống phục sinh, ông bà anh chị em là người trải nghiệm sự sống phục sinh ngay trong cuộc đời mình. Ước gì tôi, quý ông bà anh chị em, là những người trải nghiệm sức sống phục sinh ở trong chính đời sống của mình một cách cá nhân, để chúng ta sống giống Chúa Giêsu ngay giữa cuộc đời. Điều thứ ba, một người giống Chúa Giêsu là người biết thông công trong sự thương khó của Chúa. Mệnh đề cuối cùng của câu Kinh Thánh này phán dạy cho chúng ta: và sự thông công thương khó của Ngài làm cho nơi tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Từ liệu thông công ở đây có một vài ý nghĩa. Thông công là cảm thông. Thông công là chia sẻ. Chia sẻ niềm vui, thân tình và cũng chia sẻ những nỗi buồn. Cho nên ý nghĩa của cụm từ thông công trong sự thương khó của Ngài được hiểu, đó là một người muốn giống Chúa thì phải là người đồng lòng đi với Chúa trong con đường Chúa đã đi. Thông công trong sự thương khó của Chúa có nghĩa là chúng ta bằng lòng từ bỏ một lối sống. Lối sống đó là lối sống tập chú vào bản ngã, để sẵn sàng chịu khổ vì đức tin, vì tình yêu mà mình đã đặt nơi Chúa Giêsu. Để qua đó, chúng ta sống ở giữa đời này không phải để truyền rao ra con người của chúng ta, vinh hiển của chúng ta, mà là truyền rao phúc âm của Chúa Giêsu cho những người khác. Cho nên thông công trong sự thương khó của Chúa là chấp nhận con đường thập tự, sẵn sàng đứng với Chúa ở tại nơi mà Chúa đã từng đứng. Người tin lành của chúng ta có một đặc biệt, đó là thích thông công. Không? Sau giờ hội đồng trưa hôm nay cũng có thì giờ thông công, Giáng sinh đến cũng có thông công. Ông bạn em có thích những buổi thông công đó không ạ? Thích lắm phải không? Đa số chúng ta thích thông công có nghĩa là thích chia sẻ niềm vui thân tình với anh chị em mình. Nhưng mà rất ít người thích thông công với Chúa Giêsu. Nhất là phải thông công với Chúa ở trong sự thương khó. Nếu Chúa cho phép điều này điều kia xảy ra thì chúng ta bắt đầu thối thoát. Chúa ơi, cái chức vụ đó thì con biết là mình không có đủ khả năng đâu, xin Chúa giao cho ông Bình á. Không. Chúa ơi, con là con yêu Chúa ghê lắm, mà con không hiểu tại sao Chúa lại nỡ để cho hoàn cảnh như thế này, vợ đau, con bệnh, thất nghiệp xảy ra trên cuộc đời con. Chúa ơi, Chúa nói rằng con yêu Chúa, con theo Chúa là phước lắm, mà sao bây giờ con toàn là gặp đề kháng, con gặp bắt bớ, theo Chúa mà con gặp hoạn nạn không à? Than, trách, không vừa ý, bực mình, kêu rêu, lầm bầm, nghi ngờ. Và
chúng ta không muốn thông công với Chúa. Dĩ đành trong cuộc sống của ông bà anh chị em với tôi ở giữa trần gian này, chúng ta phải đối diện với rất nhiều được thực tiễn mà Kinh Thánh dùng cho chúng ta. Hoạn nạn, bắt bớ, cám dỗ, thử thách. Không thấy có cái gì mà nó có vẻ thuận lợi hết. Nhưng ngay khi những hoạn nạn, yếu đau, bệnh tật, mất mát, thử thách, cám dỗ đến, có nhiều điều để tôi và quý ông bà anh chị em được chính Chúa Thánh Linh giảng giải cho chúng ta hiểu rõ những giá trị mà Chúa cho phép điều ấy, điều kia xảy đến cho cuộc đời của mình, như lời của Chúa đã phán. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài.